Stress hay căng thẳng thường xuyên là một trong những nguyên nhân chính gây nên căn bệnh về vô sinh hay hiếm muộn trong gia đình của chúng ta. Đối với những người nào mà chúng ta hay căng thẳng thì một trong những nguy cơ trong gia đình đấy là sẽ có thể bị những cái căn bệnh như là vô sinh hay hiếm muộn. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái cơ thể chúng ta nó có một cái phản ứng gọi là fight or flight. Có nghĩa là khi mà chúng ta đối mặt với căng thẳng thì hầu như là những cái năng lượng của chúng ta sẽ dồn cho những cái bó cơ, hay nó dồn cái năng lượng cho những cái vùng mà để chuẩn bị chiến đấu hay chuẩn bị chạy. Bởi vì cái vô thức chúng ta đôi khi là nó không phân biệt được là cái căng thẳng chúng ta đang đối mặt là với một con thú, với kẻ thù hay là một cái yếu tố nào đấy. Cho nên thường nó dồn cái năng lượng vào cho các cái bó cơ. Và một khi mà nó dồn năng lượng vào cho những bó cơ hay cho những cái bộ phận để chạy hoặc chiến đấu thì chắc chắn là những cái năng lượng dành cho cái bộ phận sinh dục hay là những cái bộ phận về tiêu hóa, những cái cơ quan liên quan đến sinh sản nó sẽ bị tiêu giảm đi, và từ đó có thể là nguyên nhân gây nên căn bệnh vô sinh hay hiếm muộn.